Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Rồi, bây giờ đầu tiên tới từ game thủ Chim Sẻ đã có quả phụ đây rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có những kèo đấu như thế này nhá anh em. Mình sẽ đọc cho anh em kèo đấu ngày mai đấu nhờ. Đây rồi. Và ngày mai 98 sẽ solo Chim Bệnh ở map biển chạm 7. Chiều mai thì No 1 sẽ solo với sĩ Yamato. Và tối mai em đang có một kèo 44 với Thiên Khôi Esports Full Team. Sẻ gắn đi Huy Thứ đối đầu với Quýt 2K1 Tí và Hầu. Kèo 44 tối mai chạm 7. Tối mai em kèo 44 như vậy anh em ạ. Đang lùa mấy con heo này về rồi. Rồi đang cố gắng đưa mấy con heo này về. Ok anh chân trần trí thép nhá. Ok anh. Anh em đợi một chút ạ. Rồi như vậy bầy hươu được đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ. Bài đang có những cánh rừng, một mỏ quả. Và đây là một thế bài ở đầu cánh. Chúng ta hãy cùng xem là game thủ cũng chỉ đám có đi dâng ai không nha. Có voi về. Ok, cái quật tôi đâu ơi. Thắng thua chuyện bình thường. Có những lúc mà chúng ta thắng thì chúng ta phải tung hô. Nhưng mà anh em cầu thủ người ta cũng cố hết sức rồi. Không thắng được thì phải chịu thôi anh ơi. Bóng đá mà. Ui bài chỉ 8 được ấy nha. Kìa gặp sư tử em. Dạy thì em phải phi nó chứ. Anh có đem tay nghe đâu. Mày cũng chết dân ấy. Đóng nhắc chết dân rồi. Và như vậy là 98 sẽ dâng A cho Chim Bệnh ở trận đấu này. Bài 98 được rồi. Dâng A nha anh em. Cố gắng thắng kèo này nha. Nhầm. Đừng có nhầm. Bài 6 voi quả phụ đi 98. Và đây voi sẽ đưa về. Bài này mà còn đấu đẹp thì 98 sẽ kích rất là sớm đấy. Nhưng mà chung bài này vẫn ổn. Và dâng A có lực luôn. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà trợ Omino. Một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà trợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Con voi được đưa về thành bài đấu này. Con voi tiếp theo thì 98, con voi thứ 5. Còn một con voi thứ 6 nữa. Đi dâng A. Mẹ chạy sớm thế. Cảm ơn Phan Tuấn đã gửi tặng em 50k nhá. Thank you anh. Ok anh trai ơi. 40. 5A khỏe. Vậy bảo vệ cũng 40 nhưng mà yếu. 5% à? Rồi đưa voi về thôi. Đây sẽ con voi thứ 6 thì chỉ đám 6 voi quả phụ. Quả đầu hơi xấu. BA với BM. Lùng hay không thì vẫn phải đánh thôi. Hãy đi ngủ thôi, đang làm anh ơi. Chúc anh ngủ ngon nha. Sẻ chưa lên đời. Anh em đang thắc mắc. Phải cấu ra điều kiện được rồi. 27-1 bắn kích. Như vậy là 11-3 với bài đấu của thủ Chim Sẻ. Rõ ràng là 3 mà. Đang chặt gỗ luôn. Rồi chúng ta xem màn máy của em dài thôi. Đã bắt đầu tăng A lên 98 rồi. 5A siêu đều đúng không? Không còn hiều nữa lên 98 này. Mấy bầy hiều này. Làm mấy ruộng nhà không? Đề A tiếp theo. 4A rồi. Rồi. Đơn cho 700 đi đến 98. 5A. Siêu.
dãy này lên rồi. Thế nhân nơi mà mấy ông đang đá này mấy ông nhảy cầu thế được độ nữa. Thắc mắc thôi. Bát cơm bát mứt thì chọn đúng bát mứt thì kêu cái gì? Luôn nó mới người này về. Rồi bắt đầu ra ruộng chỉ đám 5 ma. Đang theo dõi chỉ đám về trận đấu này. Có 4 đầu cánh và vừa nhận 100 đồ của ai đó. Mệnh cũng sẽ được nhận được 100 đồ. Có 4 đầu cánh truy mệnh, đó chính là cái đụng xe lọc. Ở đây cùng xem chỉ đám và mệnh được có hạ cái xe lọc hay không. Chỉ đám đi ra Nga rồi. Rồi 5 ma. Có 6 sát là chim sẻ, đó chính là nhãn tử. Để tiến dụng không biết có dâng ai không thì ta cũng chờ. Như vậy tiến dụng thông báo về là có dâng ai. 5 ma đến từ 98 và 14 ra bắt PA đi dâng 98 luôn. Đúng nè. Vâng, sát nhà chuyên bệnh nhưng mà lại ra PA đi dâng 98 để bắn cơ. 4-4-4. Và như vậy là tiến dụng lại dâng nguyên vụ chim sẻ. Sẽ long 2 turn rồi. Vâng, 5 ma 98 bắn thôi. Mệnh trôn lên nữa là đẹp. Một bắn dân với bạn tới từ game thủ 98 đây rồi. Con này là góc kín, chắc chắn là kín như xe 5 luôn. Bạn kiểu răng cái thòng lọng ra để chỉ đáng truy vào đấy. Đấy, cái dẫn về E. Bắn ruộng đi. Bắn xe 5 của về E tên này, mấy đang dồn lên. Đây là cái ruộng xe 5. Quay một vòng rồi, ui. Chơi đây, chơi quân đi, chơi quân đi. 8 đang điều quân với cái thủ xe 5. Và mình đang bắn lên phía sau về E rồi. Bên trong nhá. Tham lai là 37 tới cùng xe lòng của trận đấu này. Pha về E cùng 98. Sẻ đang bị hai nhà chơi. Sẻ tham lai đầu số là 36 và đang bắt đầu ôm dần chạy rồi. Tất cả những chung anh rất nhiều nữa. Tham lai 6 và 13 đang chơi chim sẻ đau thế. Sẻ đau rồi. Tham lai 34, 13 bắt đầu bỏ quản 98 rồi. Xe lòng bắt đầu bỏ nhà. Đây là máy của anh Hữu Chí Mệnh với tham lai là 50. Bắn đi. 98 đang gọi mệnh vào bên trong kìa. Vào đi. Vâng, lao vào bên trong đến đây chú mệnh ở trận đấu này. Đây cũng đùa xe lòng đang giật dốc. Dí. Bắn đi. Vâng, cái 98 của mệnh một phần cũng chưa xong xe lòng này. Rồi, xong cái này các bạn mới bay. Có 3 đến ra bệnh sao? Không, 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 chuyển đến. Tham lai là 55, giới thiệu chú bệnh, đang xong dân. Có 2 lớp rồi. Sẻ bên này tham lai sao? Sẻ tham lai là số là 33. Và đang bắn nhau có 3 của các bạn. Bắn cả màu 6 luôn. Đang bắn có 3 đây rồi. Bắn, bắn 4 nó sâu tí em ơi. Sẻ đang bóc cả màu 6 và bắn cả màu 3 của các bạn. Và tham lai là 31 rồi như vậy đúng này. Rồi bạn đã bắt đầu BC bung nhờ chính ra rồi. Vậy tham lai đời số là 53 và màu 3 bắt đầu tạt chuyển bản tơn. Và vẩy móng nhà BB. Nét. Và kéo quân về nhanh kịp. Bạn ra bản tơn chuyển bậy. Bây giờ không được về đâu. Bạn đã đấu rồi. Thằng 4 nó còn tạt chuyển bản nhé. Ba đời số đó chính là 55 và đỡ vào ba tuần này thoải mái như vậy rồi, nhưng mà lượng quân của bạn vẫn đang là khá đông ở mặt giữa anh nhà. Đây là máy thủ chim sẻ với tham lai đời số 27 rồi, đang có máy màu 6 bên phía bạn và có một vài quân chuộng để có thể nở lại. 98 báo về đã bắn hết quân vào 4 luôn. 32 đưa chim sẻ có ba đông mà vậy đang bị ba chơi thế này. Chúng ta sẻ đã quản ba, nhưng đây là một tình huống vẫn đang rất đông quân với một ba phía bạn. Đang lỡ lưỡng. Đây là máy C8. C8 tham lai đời số là 50 và đang đi quản có 3 em phía đoạn. Quản cả 3 cả 4 luôn. Đây là 4 đang chạy 12 giờ rồi. Đi và diệt. Sẻ thì sẽ ngoáy màu 6 để không cho màu 6 đi quân thôi. Nhà màu 6 rộng nên là bị ngoáy liên tục. Cái tham lai chỉ là 29 thôi thì chim sẻ. Ủa. Ông màu 3 này có quân đi quản phải ruộng chim sẻ được. Bịp thế.
là 24 đến chia sẻ tôi mất tham rồi. 98 bên này tham lai là 46 trong một bài đấu video ngày của mình. Đang rất cố gắng nhiều người cùng ta mọi người. Cô đang cày hết ở mắt một cú lắm. Giết người. Rồi bắn lại bốn tên này thôi. Đây bạn xem anh quanh vừa hồi nhà và có một bài tơ tiên hoa đến từ Sen Long thôi. Bài quen thuộc đến từ anh Long. Dân kia. Đây đi. Và là bắn tơ 98. Đây Sen Long rất nhiều dân ở nhà đây. Hầu hết ở nhà đến Sen Long luôn. Bắn. Kéo xe thua người đây rồi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Vâng, rất nhiều dân Sen Long. 98 có gỗ, có 7 e không? Có pha giải e thì 98 tiếp tục. Không được. Đâu? Cần 5 chơi, ui đau thế. 98 bắn là bắt dân của Sen Long thì ở nhà cũng đang bị bắn dân. Tham lai là 35 tới từ game thủ của Vietnam Hải Phòng 98. Dồn tân dân của Sen Long. Vậy tham lai 73. Có 8 chiếc chưa đào vàng nhưng nó bung nhà chính ra lâu lắm rồi. Vậy cũng phải dùng dịch với những chị nhà BC. Đang hai dân chuẩn bị tới cầm bóng ba. Tham lai là 74 đấy chuẩn bị rồi. Gì sẽ tham 24. Nãy giờ sẽ đã ngoáy nhà của Việt Tiến Vũ rất nhiều rồi. À xin lỗi nhãn tử rất nhiều rồi. Và tham lai 24. Vậy đang muốn đi quân ốp đội bạn rồi. Đây là chuẩn bị với tham lai 83. Tốt A 14 đã nhá. Và 14 chạy hết rồi. Chỉnh lại một tơn vào quản nhà 14. Đây, mò 3 đây. Vậy mình đang muốn bắt mò 3 một tơn nữa trước khi ốp nhà 1.7. Xin lỗi, ốp nhà 1.6 với các bạn. 50 dân bắt đầu ăn vàng. Mò 3 đang có quân rất là đồ gần nhà mò 4. Đây cũng là mò 6. 6 đi quân này. Đi rồi. 3 đây. Tham lai là 99 nữa chú bệnh. Nó kéo về. Nó dồn một tơ lên không bệnh. Và đang bắt mò 3. Vậy mà đang muốn bắt mò 3 game thủ Tiên Như Vũ. Pha giải e lên chú bệnh. 98 và sẻ liệu có 3 bên trong được không? Đây ăn máy của game thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là số 20. Bệnh đang ở nhà 14 rồi. Đây đang đuổi mò 3 đây. 98 tham lai là số là 42 bắt đầu ngoáy vào nhà Tiên Như Vũ rồi. Lủng trên lủng dưới rồi. Để bạn đưa quân ta bắt vào trong đi. Và ok. Vào ruộng luôn. Đây, bạn đào vàng như nhà rất xấu nhá. Tham lai là số là 35. Đây rồi. Tơn để nâng tỷ số lên 3-2 ở trong kèo AC là đây chứ đâu anh em. Lết. Nạt luôn đi từ Tiên Như Vũ rồi. Đây, quá đau đi từ 98 luôn. Một trận đấu phải nói là tuyệt vời. Đây, ruộng các bạn đây. Chết hết rồi đấy. Ôi, 5P kinh 4 đúng không? 5P rồi nhá. Nhưng mà dân chết nhiều lắm. Tham lai 30. Một tơn đi vào siêu đau đến từ 98 để bắn nhà của người cầm màu 60 phía bạn kia bị Tiên Như Vũ tất cả khoanh ruộng luôn. Rất đau rồi. 32 tin chuẩn, rất tin chuẩn. Chuẩn. 32 đấy. Thế là vậy. Vậy tham 120 và bắt đầu đào vàng rồi. Hai kích full. Vào đi. Nó lủng hết trong nhà rồi. Vào đi mày. Mô 4 ở trong nhà màu 6 đang bị bắn rồi. Đó là Sen Long. Có lại nhà trên cô ba ngoái. Đây đến rồi. Đi vòng bên trước. Đây dân của ba đây. Lại chạy. Ok rồi bạn, ốp thôi. BK. Vừa ốp vừa lên 4 rồi anh em ạ. Vùng dàn thêm vàng. Bỏ hai lớp đi. Các bạn vẫn đang rất lì trận đấu này và các bạn cố gắng đánh tiếp. Vậy có thêm kinh nữa lên rồi, chắc là bên kia như Tiến Vũ kinh 4 nên là các bạn vẫn đang cố gắng thi đấu tiếp anh em ạ. Vậy thì tí vàng, đây, 6 đây. Xin lỗi anh nhãn tử. Mau đây anh em ơi, đấu quân rồi đấy. Rồi bạn đây. Rồi cùng rồi, nhãn tử. Ốp tên này là xong rồi anh em ơi. Nhà mà 3 lục rồi kìa. Vậy. Móc đến đường 13. Và là bắn dân bản chú vậy. Bắn kích 4. Và ốp 6. Rồi bắn 13 dân này. Được đồ ăn lại bản. Cái giải BE này là đội bản đủ nhanh. Đang giải E đây chú vậy. Nhưng không được nữa. Tham lai được số là 92 tới cái bài đấu này. Bắn hết quân đội bản nào cả 14 đang vào móc đây này.
Bạn trốn rồi, bên kia lên 4 xăm rồi. Sẻ bên này tham lai là 30, chắc chắn đội bạn lên 4 nhưng mà lực sẽ yếu hơn chú bệnh nhé. Thiệt nhiều lắm rồi. Thế là bắn gặp 4, gặp 6 đây. Đã thử lên 4, cái bài siêu xấu anh em ạ. Sẻ đang phải là 9 rồi rồi. Chính là vẫn đang móc với một cung R châm cứu này. Cực kỳ khó chịu với 98. Thế thôi. Vài con chạy quanh nhà đội bạn. Đợt vừa rồi bệnh lọt nhà nhưng mà không mất dân. Bắt được cả quân màu 3 và quân màu 4. Đấy, lại chạy vào chỗ nhà màu 4 rồi nhưng mà bắn. Ba cùng lừa mỗi con bắn một chỗ thôi kìa. Cày. Vâng, bên này thì sẽ tham lai được 31. Đang hồi trên mặt 12 giờ với những khoanh ruộng của mình. Vì vậy thì tham lai được số 90, chuẩn bị được 4 xong và bắt cùng lừa màu 3. Đó, cũng gian vào và tăng A nhiều lên. Lên 4 xong đến chuyên bệnh công nghệ nào. Linton Hot đã cần có một tầm chặn, cần có một tầm tầm xa. Mấy cái góc này thì bo lại đi. Đừng để nó lụm ở đây nữa. Giờ ta không cần ăn nhiều gỗ ăn vàng thôi. Và thao lai là 93 tới từ thủ chú 7 ở trận đấu này. Đây là sẻ. Hot đẩy đến 12 giờ đến cầm 16 nhưng vẫn chỉ một con. Nhập. Mạnh bắt đầu có hot rồi. Và cùng đường màu 3 là muốn lao vào nhà chuyên bệnh cơ này. Ba đây thôi. Cái đào vàng nữa là đẹp. Để chúng ta có một lượng vàng ổn định. Đây cùng đường màu 3 đang đi móc máy nhà chuyên bệnh. Vậy thôi nào. Vào đây. Vậy. À vậy chứ vậy. Đã bắt vào 3. Sau khoảng móc đi lên. Lên 12 giờ kê cho sẻ tên nào. Thế thôi chạy đi. Có đẩy luôn không? Có đẩy nó đi. Chứ không đẩy này bọn nó hồi nhanh lắm. Thằng 4 hồi trong nhà màu 6 rồi. Vào đây 98. 98 đã soi tham. Tham của bệnh nó to màu 6 rất là nhiều. 98 tham 21 và đang móc máy bên trong nhà đối phương và lại lủm nhà đây này. Qua lên quả dân 98. Không bọc 6 bé lắm, đánh thoải mái đi. Tham lại 18. Vãi trưởng thật, chưa vào đã đưa quân ra. Để đấy thôi. Đứng đấy thôi. Cảm ơn Hùng Cao đã gửi tặng chim sẻ nắng 50 sao nhá. Đến cổ 3 rồi trượt tí nữa các bạn. Tôi sẽ chăm thịt trong vàng. Cổ 3 đang ngoáy ở bên chỗ siêu hồi 98. Đấy rồi. Đang đẩy nhà đây bạn đây. Vào bên trong bắn đi. 98 cũng vào thì vào đi. Đây, cùng đồ đây bạn đây. Một tên to mệnh đang đến nhà màu 6 đây rồi. Các bạn vào bên trong bắt hot được chuyện vậy. Đây, màu 4 hồi trong này. Màu 6 đẩy nhà mệnh thì không cửa. Rồi ngồi ngáp nữa này cụ ơi. Buồn ngủ thật đấy anh em ạ. Bây giờ là hơn 12 giờ, 12 rưỡi nơi rồi. Và trận đấu đang căng quá, đời 4 căng mắt ra này. Chưa giòn được. Rồi vậy 4 hồi gần 6 giờ đã nhìn thấy rồi. Có 3 vào kìa. Đây là những con cung của chú bệnh và cả hot đang bắn vào nhà màu 6 bên phía đối bạn. Màu 3 là chú bệnh, chúng ta quân ok rồi, vàng bên ngoài đang bị bắn. Đối bạn đang quạt vàng của bệnh. Tham lai là 130. Rồi bắn hết màu 3 tên này đi. Và bắn vào màu 6 nữa. Chưa thể dứt điểm được đội bạn anh em ạ. Chỉ quá. Thôi, các cụ ơi, quyết được rồi. Lì thế nữa. Tham lai là 120 đến từ chuyện vậy rồi, đẩy 6 giờ thôi. Rồi sẽ lại bị móc bởi màu 3. Hai cung R. Rồi, quýt rồi và tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho các em thủ chúng ta trong kèo AC. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm đội bạn thôi, kết thúc nào. 4-2 kèo đấu này đi anh em ơi. Trận đấy trận chung kết sớm đội bạn ngay sau đây anh em nhá. Yeah.
ra mắt sản phẩm Omino chăm sóc xe tại nhà với đại diện là Chim Sẻ Đi Nắng. Đây là sự kiện hoành tráng với sự góp mặt đông đảo cây ông eo như Chim Sẻ Đi Nắng, Như Lê, Tân Một Cú và hàng trăm khách mời yêu xe và chăm sóc xe cưng của mình chỉ bằng những sản phẩm nhỏ gọn tiện lợi tại nhà. Phải nói nhà Omino thực sự đầu tư cho sự kiện ra mắt lần này, chỉn chu từ không gian cho tới sản phẩm, cùng dàn khách mời siêu chất lượng luôn. Nghe nói nay sản phẩm mới được công bố mà đã bán được số lượng rất khủng rồi đó. Nhà Omino đã chia ra rất nhiều combo để khách hàng lựa chọn, như bộ combo đa năng bao gồm 3 sản phẩm hot nhất nhà Omino: xịt vệ sinh nội thất M002 650ml, xịt dưỡng bóng nội thất cà phê M9 16500.